Mở đầu video, em xin chào các anh chị và các bạn, các em, các cháu đã xem video của em nha. Em cảm ơn. Bữa nay ông xã em đến cây xăng đổ xăng đó. Em xuống thấy cái cây trái bơm này, cái táo hổm mà em quay đó. Bữa nay ra lớn rồi, chín quá trời rồi. Quay cho các anh chị và các bạn, các em, các cháu xem nha. Bữa nay trái lớn lớn luôn nè. Chín luôn. Hôm nó còn nhỏ trái, nó chưa chín thì nó màu xanh, bữa nay màu đỏ rồi nè. Chín nó thành màu đỏ, trái táo đỏ. Cái bơm đỏ. Chín đã đỏ đẹp quá. Táo là không có phân thuốc gì hết trơn đó, cái này là thiên nhiên luôn.
Cháu xem trái bơm nha, chỗ cây xăng vi chê đó, tiệm market đó. Hôm nay em có quay một lần mà nó chưa chín, hôm nay nó chín một chút rồi, đỏ màu đỏ. Cái bơm táo này nó nhỏ thì nó xanh mà lớn thì nó chín thì nó màu đỏ. Cái này cái táo màu đỏ đẹp quá, trái vằn nhất nhất ở trên, trái bự. Cái hàng này trồng được 3 cây, 3 cây trái bơm, giá nhóc em thấy làm sợ. Thank you.
cây xăng ở đây khách hàng rất là đông, chờ đổ xăng quá trời. Em cảm ơn các anh chị và các bạn, các em, các cháu đã xem video của em nha. Chúc các anh chị một ngày mới vui vẻ và nhiều sức khỏe. Em cảm ơn các anh chị đã giùm share và like, subscribe giùm cho em cảm ơn. Thank you my friend, my Johnny and everybody. Thank you very much. Thank you Hepsi, my YouTuber and and thank you very much. Bye bye, see you again. See you next time. Bye bye, everybody.